Hello, hôm nay Đức sẽ giới thiệu đến cả nhà một chiếc xe rất là mới và đã vừa cập bến Subaru Quảng Trị. Mời cả nhà theo chân mình nha. Rồi, phía trước cả nhà đang là chiếc Subaru Forester 2023 mới nhất. Phiên bản này là phiên bản Forester 2.0 IL, bản tiêu chuẩn với màu ngoại thất là xanh rêu pha lê. Màu xanh rêu này là một màu mới được trang bị trong đợt nâng cấp lần này của Subaru Forester. Đây là một màu độc quyền dành cho riêng dòng xe Subaru Forester. Màu xanh rêu pha lê rất phù hợp với những anh chị nào quan tâm đến lựa chọn màu sắc xe theo mệnh của mình. Màu này rất là phù hợp với anh chị mệnh hỏa, hương sinh đó. Rồi, đầu tiên là về phần thiết kế thì Subaru Forester vẫn mang trên mình ngôn ngữ thiết kế Dynamic Solid đặc trưng của nhà Su, giúp cho chiếc xe rất là mạnh mẽ, rất là cứng cáp của một chiếc SUV mà vẫn rất là linh hoạt và tinh tế. Rồi, đi sâu vào thì đầu tiên đó, đây đầu tiên là cụm đèn pha ha. Cụm đèn pha thì đã được làm lại mới hoàn toàn, mới hoàn toàn, đèn pha sắc nét hơn, bự hơn. Và đặc biệt thì ở đây có một cái dãy đèn đèn ban ngày ha, một cái dãy đèn ban ngày, dãy đèn ban ngày ở đây, một dãy led nhỏ. Rồi, tiếp đến là cái rửa đèn pha thì cũng cái mình sẽ phải kỹ lại. Rửa đèn pha cũng được làm lại nhỏ gọn hơn so với thế hệ trước. Rồi, đây là đèn sương mù, vẫn là loại đèn sương mù bóng halogen, nhưng phần ốp nhựa đây cũng đã được thay đổi và trang bị thêm được những đường nét thiết kế mới để giúp cho chiếc Forester thêm nổi bật. Rồi, tiếp đến là lưới tản nhiệt hình lục giác đặc trưng của nhà Subaru đã được làm mới lại, thiết kế bự hơn nè, với tông màu đen chủ đạo. Và đặc biệt là cái thanh ngang ở đây, thanh ngang ở đây màu xám, xám kim rất là đẹp luôn, rất sang trọng. Logo đã được làm to hơn so với phiên bản so với phiên bản tiền nhiệm ha. Rồi, màu sắc rất hài hòa, thì logo to, lưới tản nhiệt lớn thì làm cho phần đầu xe trở nên hài hòa, trông trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn. Đây phần hông xe thì có một sự thay đổi, có hai, mình xin lỗi mình nhầm, có hai sự thay đổi ha. Đầu tiên là phần ốp gương chiếu hậu đã được làm đồng màu với lại thân xe, đồng màu với lại màu sắc ngoại thất, chứ không phải là màu bạc giống như màu 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 bạc giống như phiên bản tiền nhiệm. Rồi, tiếp đến mà đến là hệ thống treo trước thì cũng đã được thay đổi, được tinh chỉnh lại để giúp cho quá trình vận hành trở nên êm ái và đánh lái sẽ chính xác hơn. Thì Đức sẽ có một cái clip riêng để trải nghiệm cảm giác lái của Forester 2023 vừa đi cả nhà sau. Rồi, lên đây có một sự thay đổi nhỏ mà mình sẽ giới thiệu tới cả nhà, đó là trên trần xe đã được trang bị hai cái đường gân kéo dài gần như là dài bằng cái thanh Baganov luôn. Rồi, bên kia cũng vậy ha, bên kia cũng vậy đó, giúp cho phần trần xe thêm cứng cáp, một nâng cấp rất là tuyệt vời, rất là tinh tế mà ít ai để ý. Phần đuôi xe thì ở bản Forester 2.0 IL hầu như sẽ không có sự thay đổi
so với thế hệ trước, so với phiên bản tiền nhiệm á, vẫn là đèn hào chữ C đặc trưng của nhà Subaru. Rồi, ở phần cốp xe thì gọi là về tính đa dụng của xe á, thì Subaru đã trang bị hai cái móc ở trên trần xe, trang bị hai cái móc. Thế phiên bản tiền nhiệm sẽ không có hai cái móc treo đồ này. Đây, cả nhà có thể xem đài maximum, gọi là tải trọng maximum là 3 kg. Thì với những cái móc treo đồ này thì cả nhà có thể treo những cái đèn cắm trại này, hoặc là đơn giản là buổi sáng mình đi mua bún, mua phở, hay đi chợ mình mua những cái gì dưới 3 kg, mình có những cái móc, mình sẽ treo trên đây. Mình sẽ treo trên đây khi mà những cái móc treo đồ ở đây nó đã hết chỗ ha. Rất là hay luôn. Forester IL thì vẫn là cốp chỉnh cơ nha cả nhà. Chỉnh cơ nhưng có trợ lực, có hai cái tay tiểu lực trợ lực. Cuối cùng là ở chế độ đi địa hình East Mode. Thì East Mode ở phiên bản Forester 2023, ở phiên bản IL, đã được nâng cấp thêm một chế độ Standby. Thì chế độ Standby này hoạt động như thế nào? Chế độ này nó sẽ hoạt động khi mình sử dụng X Mode nhưng mình lái, mình tăng tốc độ lên quá 40 km/h, thì chế độ Standby sẽ tự động được kích hoạt để chuyển X Mode qua trạng thái chờ. Sau đó khi mà xe của mình tốc độ giảm xuống 35 km/h thì X-Mode sẽ được kích hoạt lại. Khi có một chế độ standby thì rất là tiện dụng khi mà mình dùng X-Mode. Chế độ hỗ trợ đổ đèo cũng đã được nâng cấp lên, thì xe sẽ tự động phanh khi người lái nhả chân ga, và sẽ tự động nhả phanh khi người lái tăng tốc bằng cách đạp chân ga. Rất là tiện dụng. Vừa rồi thì Đức đã review nhanh với cả nhà về phiên bản Forester 2023, phiên bản 2.0 IL màu xanh rêu pha lê. Và phiên bản này hiện tại, kể từ lúc mà Đức quay clip này, thì có giá là 969 triệu đồng đã bao gồm VAT. Thì trong tháng 2 2023 thì Subaru Việt Nam đã có những chương trình ưu đãi rất là đặc biệt dành cho phiên bản Forester 2023, và kể cả những cái dòng xe CBU, dòng xe nhập khẩu từ Nhật Bản của Subaru tại thị trường Việt Nam. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.